thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận một tuần giao dịch biến động mạnh hiếm có, với chỉ số VN Index liên tục lao dốc vào đầu tuần. Mỗi phiên có tới hàng trăm mã giảm sàn. VN Index rơi từ trên 954 điểm cuối tuần trước xuống 873 điểm vào khoảng 10 giờ sáng 16 tháng 11, thấp hơn rất nhiều so với đỉnh cao hơn 1.520 điểm ghi nhận hồi đầu tháng 4. Bảng xếp hạng tỷ phú Việt biến động mạnh trong tuần qua với hai doanh nhân rớt khỏi danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục chuỗi ngày giảm sàn, khiến nhiều tỷ phú bất động sản cũng như vật liệu xây dựng mất từ hàng chục nghìn tỷ đồng cho tới hàng tỷ đô la Mỹ. Hôm 14 tháng 11 khi VN-Index xuống ngưỡng 940 điểm cũng là lúc Forbes thôi tính tài sản của hai tỷ phú Việt, ông Bùi Thành Nhân, cựu chủ tịch Novaland và ông Trần Đình Long, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát HPG. Cùng ngày Forbes chính thức không còn cập nhật trực tiếp biến động tài sản của ông Bùi Thành Nhân sau khi khối tài sản của ông Nhân giảm xuống còn 946 triệu đô la Mỹ vào chiều ngày 11 tháng 11. Đồng thời cũng không còn cập nhật biến động tài sản của ông Trần Đình Long. Trong phiên giao dịch hôm mùng 10 tháng 11, ông Trần Đình Long có khối tài sản trị giá 985,9 triệu đô la Mỹ. Trong các phiên 14 đến 15 và sáng ngày 16 tháng 11, tài sản của các tỷ phú đô la Mỹ khác cũng giảm rất nhiều so với bảng xếp hạng năm 2022 công bố hồi tháng 3 của Forbes. So với hồi tháng 3, tỷ phú Phạm Nhật Vượng mất 2 đến 2,4 tỷ đô la Mỹ, xuống thấp nhất 3,8 tỷ đô la Mỹ. CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo mất 1,1 tỷ đô la Mỹ, xuống còn 2 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Techcombank Hồ Hồng Anh mất 900 triệu đô la Mỹ, xuống 1,4 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang ghi nhận tài sản giảm 700 triệu đô la Mỹ, còn 1,2 tỷ đô la Mỹ nhóm cổ phiếu bất động sản giảm sâu theo những khó khăn về thanh khoản của doanh nghiệp ngành này. Những mã giảm mạnh như Phát Đạt, DIC Corp, đầu tư LDG, Sudico, tài sản của Chủ tịch Phát Đạt, Nguyễn Văn Đạt cũng bốc hơi gần 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng một năm qua. Tuy nhiên, sau khi rớt xuống 873 điểm sáng 16 tháng 11, áp lực bán tháo suy giảm, trong khi sức cầu bắt đáy tăng khá mạnh đã giúp nhiều cổ phiếu tăng trở lại. Trong phiên cuối tuần 18 tháng 11, HPG ghi nhận mức kỷ lục 100 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Nhiều thời gian trong phiên HPG tăng hết biên độ cho phép và đánh dấu 3 phiên tăng trần liên tiếp. Với cú hồi phục mạnh mẽ, Chủ tịch Trần Đình Long trở lại danh sách tỷ phú của Forbes với khối tài sản cuối tới 18 tháng 11 là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Cú bứt phá trở lại của HPG có đóng góp rất lớn từ khối ngoại. Cầu bắt đáy của các nhà đầu tư nước ngoài trong tuần là yếu tố nâng đỡ thị trường chứng khoán không giảm sâu thêm. Riêng trong phiên 18 tháng 11, khối ngoại mua hơn 38,8 triệu cổ phiếu HPG, qua đó giúp cổ phiếu này có được phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp. Giá than cốc có xu hướng giảm cũng là yếu tố tích cực đối với HPG. Trước đó trong tháng 10, khối ngoại bán dòng 1.700 tỷ đồng cổ phiếu HPG. Gần đây, dòng vốn từ khu vực đổ mạnh vào cổ phiếu Việt khi thị trường chứng khoán giảm mạnh thuộc top đầu thế giới, qua đó đưa định giá về mức rất hấp dẫn. Nhiều mã cổ phiếu có định giá thấp hơn cả hồi đại dịch COVID-19 cổ phiếu Vingroup và Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hồi phục phần lớn trong các phiên trong tuần và là trụ nâng đỡ thị trường. Cổ phiếu Vingroup hôm 18 tháng 11 tăng phiên thứ 6 liên tiếp, giúp tài sản của tỷ phú Vượng tăng thêm 1 tỷ đô la Mỹ so với đầu tuần, lên 4,8 tỷ đô la Mỹ. Theo Bloomberg, hãng xe điện VinFast của tập đoàn Vingroup có thể sẽ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO tại Mỹ sớm nhất vào tháng 1 năm 2023 và huy động tối thiểu 1 tỷ đô la Mỹ.